kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, vừa mới chiều qua nắng ấm mà sáng nay trời đã đổ mưa phùn, thời tiết mưa gió ẩm ướt khiến cho nhịp sống của thủ đô trễ lại. Nhiều nơi xảy ra ùn ứ khi mà hàng ngàn người đổ về các bến xe để về quê ăn Tết. Trong cái tất bật cuối năm, nhiều người không khỏi mệt mỏi với cảnh chen lấn của tàu xe và sự thay đổi của thời tiết. Đó là do không khí lạnh tăng cường theo hướng lệch đông, đưa hơi ẩm từ biển thổi vào đất liền, hình thành ra lớp mây dày và gây mưa cho các tỉnh khu vực phía Đông Bắc Bộ. Mặc dù lượng mưa chỉ ở mức là dưới 5 mm, nhưng mà nó cũng làm cho độ ẩm tăng vọt. Trái lại, ở các tỉnh khu vực phía Tây, do được dãy Hoàng Liên Sơn che chắn nên tại đây trời vẫn ít mây và nắng ráo. Khí lạnh lệch đông gây ẩm nhiều cũng là nguyên nhân khiến cho tình trạng sương mù tái diễn vào sáng sớm ngày mai. Sương mù kết hợp với mưa bụi nhỏ ở một vài nơi phía Đông Bắc Bộ, trong đó có khu vực thủ đô Hà Nội, sẽ làm giảm tầm nhìn của các phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là những người đi chợ sớm và các chuyến tàu ra khơi. Nhưng mà người dân miền Bắc có thể yên tâm là mưa sẽ ngớt nhanh và đến trưa mai nắng sẽ trở lại, đẩy nền nhiệt độ tăng lên mức là trên dưới 22 độ ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng. Riêng tại vùng núi phía Tây Bắc Bộ như là tại khu vực Lai Châu, Điện Biên thì nhiệt độ còn có thể sẽ lên đến 25 độ. Xu hướng tăng nhiệt sẽ còn diễn ra trong 3 ngày tới khi mà không khí lạnh suy yếu dần, trời vẫn còn nhiều mây vào đêm và sáng, nhưng mà đến trưa chiều nắng ấm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sắm sửa đồ đạc cũng như là trang hoàng lại nhà cửa đón năm mới đang tới gần. Chịu tác động của không khí lạnh yếu nên trong đêm nay và ngày mai, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến khu vực Thừa Thiên Huế, trời chuyển nhiều mây, có mưa một vài nơi, trời vẫn còn rét với nhiệt độ đêm nay từ 13 đến 16 độ, nhưng mà trưa chiều mai trời lại chuyển nắng ráo với nhiệt độ tăng lên mức 20 đến 23 độ. Trong khi đó thì nắng ấm lại bao phủ khắp dải đất phía nam của đèo Hải Vân. Trong đó thì khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến khu vực Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ phổ biến từ 22 cho đến 25 độ. Riêng tại hai tỉnh là Ninh Thuận và Bình Thuận thì nhiệt độ có thể sẽ tăng cao đến mức là gần 30 độ. Ở ngoài khơi khu vực Trung Bộ thì sóng gió đang trở lại yên ả trên vùng biển ngoài khơi, các tỉnh khu vực từ Quảng Trị trở vào cho đến khu vực Ninh Thuận với gió Đông Bắc tại đây mạnh cấp 4, cấp 5. Bà con khu vực này có thể yên tâm ra khơi khai thác trong dịp giáp Tết. Riêng tại khu vực từ Bình Thuận cho đến Cà Mau thì gió tại đây vẫn còn mạnh cấp 5, cấp 6 với sóng biển dâng cao từ 2 cho đến 3 mét, tàu thuyền cần thận trọng khi hoạt động tại vùng biển này. Sự suy yếu của khí lạnh cũng khiến cho nhiệt độ phía Nam tăng lên, cảm giác lạnh như những ngày trước sẽ không còn khi mà nhiệt độ về đêm và sáng tại khu vực Tây Nguyên sẽ tăng lên mức là từ 13 cho đến 16 độ, còn tại khu vực Nam Bộ sẽ giữ ở mức là 18 cho đến 21 độ. Còn ban ngày thì trở lại chuyển nắng với nhiệt độ cao nhất tại khu vực Tây Nguyên sẽ tăng lên mức là 24 cho đến 27 độ và từ 28 cho đến 31 độ tại các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ. Thời tiết nắng ráo giúp cho công tác chuẩn bị cho đường hoa Nguyễn Huệ thành phố Hồ Chí Minh trở nên thuận lợi hơn. Tới thời điểm này thì đường hoa đã hoàn thiện hơn 70%. Ban tổ chức sự kiện cho biết thời tiết năm nay khá thuận lợi cho việc trồng hoa vào các tiểu cảnh. Trời không quá nắng nóng như những năm trước nên hoa tươi lâu và dự kiến sẽ không phải thay hoa nhiều mà vẫn giữ được độ tươi đẹp từ khi khai mạc tối 28 tháng Chạp cho đến tận mùng 4 Tết. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên biển tại khu vực phía nam của biển Đông, bao gồm vùng biển của quần đảo Trường Sa vẫn nắng ráo với sóng gió hiền hòa và tầm nhìn thông thoáng. Nhưng mà tại khu vực phía bắc của biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, từ chiều tối ngày mai, gió sẽ mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, gió mạnh có thể làm cho sóng biển tại đây dâng cao từ 2 cho đến 3 mét. Do đó mà các tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển này cần lưu ý và chủ động có biện pháp phòng tránh để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền. Vâng, thưa quý vị, như vậy là thời tiết cả nước nhìn chung có xuống ấm lên, thuận lợi cho các hoạt động chuẩn bị cho dịp Tết đang đến rất gần. Bản tin sẽ khép lại với dự báo chi tiết nhiệt độ các tỉnh thành vào ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.